Clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phép khai triển Maclaurin để tính giá trị của hàm sin x. Tại vì hàm sin x nó tuần hoàn với chu kỳ 2 pi, cho nên chúng ta chỉ cần tính tính sin x khi mà x nằm trong khoảng từ 0 đến 2 pi thôi. Bây giờ chúng ta xem đây là kết quả của phép khai triển Maclaurin nè. Phép khai triển này các bạn phải tự xem, mà ở đây mình chỉ sử dụng kết quả của nó để mình đi tính sin x thôi. Thì đây là một cái phép khai triển đúng. Khai triển ra nó sẽ được tổng tổng của n số hạng đầu tiên của một cái dãy số, trong đó có số hạng tổng quát. Số hạng tổng quát là cái phần này, cộng thêm một cái lượng nữa, cộng thêm một cái lượng nữa. Trong cái lượng cộng thêm này có một cái thông số là theta. Thông số theta này người ta không có biết chính xác giá trị của nó, mà chỉ biết nó nằm trong 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 tầm từ 0 cho đến 1. Thì do số theta này chưa biết cho nên chúng ta không thể tính chính xác được giá trị của cái hàm sin x, mà chúng ta sẽ tính gần đúng, tính xấp xỉ gần đúng bằng cách là chỉ tính tổng n số hạng đầu tiên của cái dãy số này. Ở đây mình ghi lại này cho các bạn xem. Đây là công thức tổng quát của cái dãy số. Do đó cái phần còn lại phía sau này, cái phần còn lại phía sau này là sai số của phép tính. Các bạn lấy trị tuyệt đối của nó là sẽ là sai số. Sai số tuyệt đối của cái phép tính sin x. Cái phần phía sau này bao gồm cả sin theta x nè. Thì đây là sai số tuyệt đối. Rồi cái phần sai số tuyệt đối này từ từ mình giải quyết sau. Mình giải quyết tổng cái chuỗi này đã. Tổng của cái dãy số này đã, tổng n số hạng đầu tiên của cái dãy số này. Thì các bạn thấy muốn tính tổng được n số hạng đầu tiên, các bạn phải cho n chạy từ 0 cho đến vô cùng. Tuy nhiên cái số vô cùng này chúng ta không thể xác định, không biết nó bao lớn bao nhiêu cho đủ. Thì ở đây đối với cái hàm sin x mà x nằm trong tầm từ khoảng từ 0 đến 2 pi thì mình chỉ cần tính khoảng tầm cỡ 20 lần thôi là nó sẽ ra được kết quả tương đối tốt. Số vô cùng này mình chỉ thay bằng số 20, tính khoảng 20 lần thôi thì nó ra kết quả tương đối tốt, mình sai số nó tương đối nhỏ. Và một điều chú ý nữa là x được tính bằng đơn vị radian này. X nó được tính bằng đơn vị radian. Bây giờ mình sẽ đi cài đặt thử. Cài đặt thử trên Excel thôi, mình lập một cái bảng tính để nó tính ra được giá trị của sin x. Trong đó x là một cái góc nào đó do người dùng nhập vào, dưới đơn vị là radian. Mình sẽ tính thông qua 20 bước lập. 21 bước với từ 0 đến 20 là 21 bước. Để mình làm lại từ đầu cho các bạn xem luôn. Thì x là cái góc do người dùng nhập vào, cần tính sin của cái góc bao nhiêu đó người ta sẽ nhập vào. Và đây mình nhập luôn một cái mẫu là mình sẽ tính sin của cái góc là pi chia 2 là 90 độ đúng không? Pi thì các bạn dùng hàm pi có sẵn của Excel này, chia 2. Còn khi nào muốn tính sin của góc khác thì các bạn chỉ cần nhập góc vào đây thôi. Tổng số đầu tiên là n của mình sẽ cho n chạy từ 0 đến đến 20. Mình tính. Tiếp theo mình đi tính số hạng tổng quát. Số hạng tổng quát của mình sẽ bằng trừ 1 mũ n. Trừ 1
mũ n, n chính là cái ô bên này hiện n, rồi nhân cho mũ 2n cộng 1, nhân cho x. À, x là một cái số, một cái ô cố định, cho nên mình chọn vô x sau đó nhân F4 cố định nó lại. X mũ 2 nhân cho n, n là ô này, cộng cho 1 và chia cho 2n cộng 1 y thư. Để tính giải thừa các bạn dùng hàm factorial, quy tắc của từ factorial là giải thừa của 2 nhân cho n, n là cái ô C6 cộng cho 1. À, thì các bạn có được kết quả copy xuống, copy công thức đó xuống. Thì đây là số hạng thứ thứ 0, số hạng thứ 1, số hạng thứ 2, thứ 3, thứ 4 à, cho đến số 20. À, ở đây tới 20 số à. 17, 18, 19, 20. Mình tính 20 bước. Sin à, để tính sin thì các bạn chỉ cần tính tổng tổng của cái số hạng tổng quát thôi, nhưng mà ở đây mình muốn tính tính ô thứ nhất, ở đây là tổng của số hạng đầu tiên, ô thứ hai là tổng của hai số hạng đầu tiên, ô thứ ba là tổng của ba số hạng đầu tiên. À, do đó mình nhập công thức như sau: sum của từ ô D6, các bạn nhập vào dấu hai chấm và chọn tiếp vào D6 một lần nữa, và các bạn cố định cái ô D6 đầu tiên là F4, cố định nó lại. Thì đây nó tính tổng của cái vùng từ D6 đến D6, tức là duy nhất chỉ có một ô này thôi. Còn khi mình copy công thức xuống thì cái ô này bị cố định lại rồi, cái ô D6 tự động nó tăng lên thành D7, thì sẽ thành ra là tính tổng của hai ô đầu tiên, đúng không? Tương tự như vậy, kéo xuống nữa thì sẽ ra là ba ô đầu tiên, xuống nữa là 4. Copy công thức thì mình thấy ở đây sau khoảng 7 bước lập thì mình sẽ tính ra được kết quả của sin là bằng 1, góc này là góc bị chia 2 90 độ, tính ra sin bằng 1 là đúng rồi. Chỉ dừng lại ở 7 bước lập thôi. Bây giờ ví dụ mình tính sin của góc 5B chia 6. À, thì các bạn thấy này, sin của góc 5B chia 6 nó sẽ ra là 0.5, đúng không? Sau 9 bước lập. À, sau 9 bước lập. Mình tính của góc 11B chia 6. À, nó sẽ ra là trừ 0.5. Và nó tính được là sau khoảng 14 bước lập. Nó sẽ ra được kết quả như vậy. À, nếu mà x càng lớn, tức là cái gốc các bạn nhập vào càng lớn thì số bước lập nó càng tăng. À, số bước lập càng tăng, chính vì vậy mà mình giới hạn lại. À, giới hạn lại cái gốc nó nằm trong khoảng từ 0 đến 2 bi thôi. À, và nó tuần hoàn với chu kỳ 2 bi, hàm sin nó tuần hoàn với chu kỳ 2 bi, cho nên các bạn có thể suy ra được cho cái gốc còn lại hết. À, tiếp theo nữa, ở đây là mình tính cố định là 20 bước lập. À, đến bước thứ 20 thì mình lấy ra kết quả cũng được. À, nhưng mà như vậy nó sẽ bị dư thừa. À, ví dụ ở đây mình chỉ cần tới 14 bước lập thôi là mình đã lấy ra được kết quả thôi. Hoặc là mình cho một cái gốc ít nhỏ hơn. À, gốc ít bằng bi chỉ 6 thôi chẳng hạn. Thì mình chỉ cần khoảng 4 bước lập thôi là mình đã lấy ra được kết quả rồi. 4 5 bước lập là mình lấy ra được kết quả. Không cần tính để tới 20 bước. Do đó mình cần tìm một cái cách nào đó để mình làm cái điều kiện dừng giữa cái bài toán. Thì trong phương pháp tính cái điều kiện dừng đó, thường người ta sẽ căn cứ vào
và cái sai số của nó, sai số nó đẹp nhỏ hơn cái sai số yêu cầu là được. Thì như mình đã nói, cái phần này, cái phần dư ra phía sau này nè, người ta lấy làm sai số. Tuy nhiên cái sin sin của theta x, cái góc theta này không xác định được, cho nên mình thấy cái giá trị này nó luôn, mình lấy trị tuyệt đối của nó lên, lấy trị tuyệt đối của nó lên thì nó sẽ luôn nhỏ hơn là x mũ 2n cộng 2 chia cho 2n cộng 2 dư thừa, nó luôn nhỏ hơn cái phần này, đúng không? Tại vì sin theta x nó luôn nằm từ, nếu mà lấy trị tuyệt đối nó sẽ nằm từ 0 đến 1. Cho nên cái sai số này mình không thể xác định được, thì mình sẽ lấy cái sai số này. Sai số này nó sẽ hơi lớn hơn một xíu, nhưng mà cũng không sợ hết. Và khi mình tính sao cho nó đạt yêu cầu của cái sai số này thì dĩ nhiên nó cũng đạt, nó cũng đạt được yêu cầu của cái sai số này thôi. Cho nên delta, nên ta là sai số tuyệt đối nhé. Mình sẽ tính bằng cái công thức này luôn. Bằng x mũ 2n cộng 2 chia cho 2n cộng 2 dây thừa. Và thông thường người ta không sử dụng sai số tuyệt đối để làm điều kiện dùng, mà người ta sử dụng sai số tương đối. Tại vì cái sai số tuyệt đối nó không nói lên được cái độ chính xác của phép đo. Cho nên người ta sử dụng sai số tương đối. Sai số tương đối thì rất là dễ, lấy cái sai số tuyệt đối chia cho giá trị mà chúng ta tính toán được thôi. Bây giờ mình sẽ đi tính tính cái delta này. Delta của mình sẽ bằng x mũ 2n cộng 2 chia 2n cộng 2 dễ thương. X là cái góc ở đây, những F4 có định lại mũ 2 nhân cho N, N ở đây cộng 2 chia cho factorial của 2 nhân N cộng 2. Thì mình sẽ tính được cái sai số tương đối, sai số tuyệt đối chứ. Còn sai số tương đối làm sao mà tính? Thì mình đã có sai số tuyệt đối rồi, có kết quả của cái phép tính rồi, mình chỉ cần lấy sai số tuyệt đối chia cho kết quả của cái phép tính là mình sẽ ra được sai số tương đối. Và thông thường sai số tương đối này người ta định dạng ở, người ta ghi ở cái dạng là phần trăm sai số bao nhiêu phần trăm đó. Thì các bạn thấy ở đây đối với cái góc góc x là bằng pi chia 6 thì chỉ cần khoảng 4 bước lập là nó đã ra được cái sai số rất là nhỏ, 3 bước lập nó ra được cái sai số rất là nhỏ. Bây giờ thông thường người ta sẽ dừng bài toán khi nào? Đó là cái điều kiện delta của mình phải nhỏ hơn một cái delta mà người ta mong muốn. Thông thường trong kỹ thuật người ta sẽ lấy là 0.05%. Mình chỉ đi tính sin x cho tới khi nào giá trị của nó nhỏ hơn 0.05%. Thì đây dễ thấy ha, ở bước lập thứ hai của mình thì delta của mình đã nhỏ hơn 0.05% rồi. Như vậy mình có thể kết luận sin của góc pi chia 6 bằng 0.5000021 3, lấy giá trị này cũng được, là tương đối khá chính xác. Ở đây mình tạo một cái cột nữa là điều kiện dừng đi, điều kiện dừng là delta của mình phải
nhỏ hơn hoặc bằng cái delta mong muốn này. Thì các bạn thấy ngay ở cái bước lập thứ thứ hai đây, n bằng 2 đây, mình đã có thể dùng bài toán được rồi. Và mình lưu ý các bạn lại một lần nữa là cái phép khai triển sin x này nó đúng cho mọi giá trị của x. Tuy nhiên mình chỉ tính 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 sin của x, trong đó x nằm trong nửa khoảng từ 0 đến 2π thôi. Mục đích của mình là giảm số lần lặp lại, giảm số lần lặp lại, giảm số n này nè xuống càng nhỏ càng tốt. Tại vì cái hàm sin x nó tuần hoàn cho nên mình chỉ cần tính trong trong khoảng từ 0 đến 2π. Thì đây trường hợp nếu mà cái góc sin x của mình bằng pi, sin x bằng bằng pi thì x bằng pi thì sin của x đúng ra là nó bằng bao nhiêu? Ở đây không đúng đâu, nó phải bằng không mà không, cái điều kiện delta delta đây phải dương rồi. Cho nên mình lấy trị tuyệt đối, trị tuyệt đối của cái sin đây được okay. Mình lấy trị tuyệt đối nó lên để cho cái sai số nó khỏi bị âm. Ở đây mình cố định cái ô F3 này lại, cố định lại công thức của mình bị nhầm, cố định lại nhưng F4 cố định lại. Rồi mình thấy trường hợp gốc x của mình bằng pi, nếu mà mình tính đúng ra là sin của mình phải bằng không. Rồi các bạn thấy ở đây nó dừng lại ở bước lập thứ 15. Thì cái sin của mình nó không bằng không nhưng mà nó bằng một cái giá trị rất là nhỏ, 3,45 nhân 10 mũ trừ 16, nó xấp xỉ bằng không. À đây, chứ nó không chính xác là bằng không luôn. Thêm một lưu ý nữa là nếu mà góc x của mình mà bằng không, mà bằng không thì cái phép tính sai số tương đối của mình nó bị sai. Tại vì mẫu số của nó bằng không, cái sin này, sin tính ra bằng không. Cho nên đối với trường hợp x bằng không mà là một trường hợp đặc biệt, cho nên lúc mà mình viết hàm tính tính sin x đó, nếu mà mình xét thấy x bằng không thì mình có thể kết luận luôn là bằng không mà không cần phải đi khai triển. Còn ngược lại nó mới góc x phép không thì mình mới khai triển. Ok. Mình tính thử x bằng pi chỉ 4 được rồi. Pi chỉ 4 thì nó tính ra sắp xỉ bằng 0,07 nè, giá trị này cũng gần đúng luôn. À,
giá trị trên đây nó dừng lại ở bước trên đây nữa, trên đây nữa nó dừng lại ở bước này, chỉ cần khoảng 2 bước tính, 3 bước tính thôi là nó đã tính được sin của x rồi. Bây giờ chúng ta thử đi cài đặt một cái hàm để tính sin x này, viết bằng VBA luôn, mà viết trực tiếp trong Excel. Mình vào tab developer, chọn Visual Basic, rồi để chuột phải vào VBA project, chọn insert module. Mình đặt tên của cái hàm này là mySin. Hàm tính sin do mình tự viết nên mình đặt tên là mySin. Hàm số của nó là một cái tham số x thuộc kiểu double. Kết quả trả về thuộc kiểu double luôn. Mình xét x, x của mình mà bằng 0 thì mySin bằng 0. Không cần phải dùng cả chuyển L. Ngược lại mình mới dùng khai triển y delta của mình lớn hơn 0.05%, tức là 0.0005. Quên. Mình khai báo một cái biến delta. Thêm một cái biến chạy n nữa. À, ban đầu chưa vào vòng lặp thì mySin của mình cho nó bằng 0. Và n bằng 0 luôn. Cái delta ban đầu mình không muốn nó thoát ngay khi vào vòng lặp đầu tiên thì mình sẽ cho nó bằng 100%, tức là bằng 1. Trong này mình sẽ tính tính số hàng tổng quát. Số hàng tổng quát của mình sẽ bằng trừ 1 mũ n, trừ 1 mũ n nhân cho x mũ 2n01 chia 2n01 dư thừa, x mũ 2 nhân cho n cộng cho 1 chia cho 2n01 dư thừa. Thì để tính tính dư thừa các bạn có thể tự viết không tính dư thừa, hoặc ở đây thì mình sử dụng cái hàm có sẵn của Excel, gọi nó ra bằng cách dùng application chấm worksheet function chấm factorial của 2 nhân cho n cộng cho 1. Sau khi tính số hàng tổng quát mình sẽ cộng nó vào mySin bằng cộng tích lũy vào mySin cộng cho số hàng tổng quát, và dĩ nhiên mình sẽ tăng n lên 1. Cho tới khi cái điều kiện này sai thì mình thoát. Bây giờ mình quay trở lại Excel, nhấn vào biểu tượng Excel. Bây giờ mình tính thử sin của cái góc này bằng cái hàm có sẵn của Excel nhé. Đó là hàm sin, sin của cái góc này. Và mình tính bằng cái hàm sin của mình, mySin. Value ở đây nó bị lỗi cho nó rồi, mình quay trở lại VB mình kiểm tra lại.
maximum không và mình exit function luôn. Ở đây nếu x bằng 0 thì mình cho maximum 0, trả về giá trị 0 cho ham và thoát khỏi ham. Exit function ngược lại, cho maximum 0, n bằng 0, delta bằng 1, y delta lớn hơn 0. Ở đây mình quên cập nhật lại giá trị của delta, quên mất cập nhật lại giá trị của delta. Thì delta của mình sẽ bằng sai số tương đối, à sai số tuyệt đối. Công thức tính sai số tuyệt đối là x mũ 2n cộng 2 chia 2n cộng 2 dây thường, x mũ 2 nhân cho n cộng 2 chi cho dây thừa, mình dùng hàm tính dây thừa chấm worksheet function chấm tutorial 2 nhân cho n cộng 2 rồi. Mới được sai số tuyệt đối thôi, sai số tương đối thì mình phải chi tiếp cho margin. Ok nha. Bây giờ mình chạy lại thử ha, while save. Enter. Thì các bạn thấy, mình tính ra một giá trị nó cũng gần đúng. Với là hàm sin có sẵn của save. Thì tương tự các bạn có thể cài đặt cái phép tính sin x này trên các cái ngôn ngữ khác. Thì qua cái video này các bạn phải biết được cách tính sin của một cái góc x bất kỳ nhập vào. Nếu các bạn gặp phải một cái trên biên dịch nào đó mà nó không hỗ trợ sẵn cho các bạn cái hàm tính sin x, các bạn cũng có thể tự viết được với một cái sai số có thể chấp nhận được. Rồi thì video của mình đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.